She could beat me, but she cannot beat my outfit. Đầu tư về mặt hình ảnh. Ủa, em đăng ký khóa học xăm mà sao có chụp hình studio ở đây nữa là sao ta? Nani? Rồi cái gì mà đầu tư hình ảnh nữa? Hi, xin chào mọi người, lại là tiệm xăm Hi-Fi đây. Như mọi người cũng đã thấy, hôm nay tiệm tôi tổ chức một buổi chụp hình tập thể với mục đích là xích lại gần nhau và nâng cao tinh thần đoàn kết. Ôi chua cho xem kìa, wow. Mấy ổng mấy bả ai cũng xinh lung linh, tạo dáng thì thần thái chuyên nghiệp. Tôi tưởng đâu là đi fashion show á. Tụi tôi tuy mỗi người một phong cách nhưng cùng chung một niềm đam mê. Nhờ thầy Lộc á mà tụi tôi mới có cơ hội được gắn kết. Và đặc biệt hơn, đây không phải là một buổi chụp ảnh bình thường mà còn lồng ghép những khóa học về ảnh và chụp ảnh nữa. Khóa học này mình được gì hả? Đầu tiên là thấy được bộ ảnh bá cháy rồi nè. Sau đó tụi mình sẽ nắm vững được những thông số chụp nè, kỹ thuật chụp, nghệ thuật chụp, cách tạo dáng làm sao cho chuẩn hơn, chuyên nghiệp hơn để có thể tạo ra được những bức ảnh hoàn hảo. Một công đôi chuyện, vừa có ảnh đẹp vừa có kiến thức để học. Đó là một trong những đặc quyền khi làm học trò của thầy Lộc nhà tôi. Thầy luôn ưu tiên để học trò của mình được trải nghiệm nhiều nhất có thể. Không biết mấy bồ sao chứ tôi là tôi mê lắm. Có ai cùng chung niềm đam mê không? Nhanh tay đăng ký khóa học tại Hi-Fi nha.